Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang dành thời gian quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang giai đoạn 1. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri là công nhân, người lao động trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Huyện Xín Mần quyết tâm, quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện 3 chương trình quốc gia đạt hiệu quả cao nhất. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. 18 tháng 5, Đảng ủy quân sự tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đại tá Khổng Đình Tám, chủ nhiệm chính trị quân khu 2. Nửa đầu nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đảng bộ quân sự tỉnh đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, lãnh đạo chỉ đạo triển khai có hiệu quả hoạt động công tác quân sự quốc phòng. Nổi bật là tham mưu cho địa phương xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động khu vực phòng thủ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và chất lượng đảng viên được nâng lên, xây dựng các cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia các chương trình xây dựng nông thôn mới, cải tạo vườn tạp, xóa bỏ hủ tục. Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy quân sự tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ quân sự tỉnh đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định kết quả đó góp phần quan trọng vào việc xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, củng cố quốc phòng an ninh. Đảng ủy tham mưu này, phối hợp này, rồi lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện trong 2 năm rưỡi vừa qua, nghị quyết đại hội lần thứ 12 của Đảng bộ gắn với các mục tiêu, các nhiệm vụ, gắn vào tình hình thực tiễn của địa phương, thì vừa qua chúng ta tổng kết lại rằng là góp phần rất là to lớn để tỉnh Hà Giang hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu giữa nhiệm kỳ của nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Và cái chúng ta cũng vui mừng nhất là nhìn thấy bộ mặt của đô thị, của nông thôn thay đổi và đời sống của nhân dân càng ngày được nâng lên. Đấy là một cái việc mà cái sự tham gia đóng góp, sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng ủy và của lực lượng vũ trang toàn tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu Đảng ủy quân sự tỉnh cần đưa ra các giải pháp sáng tạo để tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng, luôn luôn nắm chắc tình hình, dự báo xử lý các tình huống có thể xảy ra, tập trung làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo chỉ đạo công tác quân sự quốc phòng, chú trọng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đang còn đạt thấp. Chúng ta phải nâng cao chất lượng huấn luyện, trong đó kể cả diễn tập, và xây dựng cái tính ý thức chấp hành kỷ luật, xây dựng lực vũ trang toàn diện. Thế nên rất quan trọng. Tôi bảo là quân đội là như sơn. Thế nên thay đổi cái tính nghiêm túc chấp hành kỷ luật trên dưới đồng lòng, nhưng mà cái tính ý thức chấp hành kỷ luật. Thế đó là báo chí rằng là quân đội luôn luôn đấy là cái lực lượng mà làm tốt nhất trong việc chấp hành kỷ luật. Thì chúng ta phải phát huy cái này. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh yêu cầu Đảng ủy quân sự tỉnh cần thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương quân đội, tăng cường khối đoàn kết keo sơn, gắn bó quân dân, quan tâm công tác tổ chức bộ máy cán bộ, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh. Cùng với đó là duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đảng bộ quân sự tỉnh lần thứ 12 đã đề ra, góp phần vào thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Bắt đầu từ ngày 18 tháng 5, đoàn công tác của tỉnh Lâm Đồng gồm đồng chí Trần Đức Quận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Triều, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và lãnh đạo các sở ngành của tỉnh Lâm Đồng có chuyến thăm và làm việc tại Hà Giang. Ngay sau khi đến Hà Giang, đoàn công tác đã đến viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên. Cùng tham dự lễ viếng về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Vàng Xeo Cón, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên là nơi yên nghỉ của trên 1.870 liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Hà Giang đã bày tỏ lòng tri ân và sự biết ơn vô hạn đối với sự hy sinh cao cả của các liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Nguyện hứa sẽ luôn trân trọng và mãi khắc ghi những công lao to lớn của các thế hệ cha anh, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng, quyết tâm đem hết sức mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Cùng với đó là làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, chăm lo cho các gia đình chính sách và gia đình có công với cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết tương trợ lẫn nhau nhằm góp phần xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Hà Giang, tỉnh Lâm Đồng nói riêng ngày càng giàu đẹp và văn minh. Ngày 17 tháng 5, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế và làm việc với các ngành, địa phương về tiến độ triển khai thực hiện dự án đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1, đoạn đi qua tỉnh Hà Giang. Dự án cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1 đoạn qua tỉnh Hà Giang có tổng chiều dài tuyến trên 27 km, quy mô đường cao tốc giai đoạn hoàn chỉnh 4 làn xe. Ban quản lý dự án đã triển khai xong công tác lựa chọn nhà thầu, các gói thầu tư vấn, bước lập thiết kế, bản vẽ thi công, hoàn thiện hợp đồng với nhà thầu là Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, ký kết hợp đồng gói thầu số 3, thực hiện cắm xong cọc giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Hội đồng Bồi thường Giải phóng mặt bằng, Ủy ban nhân dân các xã thị trấn có tuyến cao tốc đi qua. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Quang đã thông báo thu hồi đất đối với địa bàn xã Quang Minh, thị trấn Vĩnh Tuy, xã Vĩnh Hảo, xã Hùng An, còn xã Việt Vinh, Tân Quang đang được kiểm tra, rà soát để thông báo thu hồi đất. Ban quản lý dự án đã phối hợp với Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Bắc Quang và Ủy ban nhân dân thị trấn Vĩnh Tuy chi trả kinh phí cho các hộ gia đình với tổng số tiền trên 14 tỷ đồng. Hiện tại đang triển khai công tác mở nền đường, đào bóc đất tầng phủ, lu nền ổn định nền đường gói thầu số 3. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, đây là dự án lớn trọng điểm của tỉnh nên các ngành địa phương cần tính toán nhanh chóng hoàn thiện trình tự thủ tục hồ sơ thông báo đền bù giải phóng mặt bằng, phải xác định rõ nhiệm vụ, có giải pháp thực hiện phần việc được giao. Quá trình thực hiện cần đặt ra mốc thời gian phấn đấu hoàn thành, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận, tạo thuận lợi cho việc giải phóng mặt bằng, triển khai các hạng mục công trình. Anh em trong hội đồng bồi thường đấy, cố gắng này, ngày đêm rồi tất cả mọi cái thời gian tranh thủ phối hợp chặt chẽ với các xã đấy, để tiến hành kiểm đếm. Quan trọng nhất là người dân đồng tình rồi và kiểm đếm nó đúng, tránh làm cái gì nó sai. Tôi chỉ mong Bắc Quang quán triệt anh em trong hội đồng bồi thường rồi cũng như các đồng chí bí thư, chủ tịch rồi là trưởng thôn đấy, hãy vào cuộc. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn đề nghị huyện Bắc Quang xác định bãi đổ thải, tính toán tạo quỹ đất để phát triển khu dân cư, xây dựng các công trình phúc lợi, bố trí hoàn thiện khu tái định cư, khuyến khích các hộ tái định cư tại chỗ nếu diện tích đất của gia đình còn lại sau giải phóng mặt bằng đủ điều kiện, kiểm đếm đầy đủ chính xác nhà cửa, tài sản, cây cối hoa màu để đền bù cho người dân, đề nghị nhà thầu thi công huy động nhân lực, máy móc thiết bị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì giao ban với các ngành huyện Bắc Quang hàng tuần để đánh giá các phần việc, kịp thời tham mưu đề xuất tháo gỡ những khó khăn vướng mắc phát sinh. Ngày 18 tháng 5, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và Chương trình Phát triển Liên hiệp Quốc tại Việt Nam đã phối hợp tổ chức buổi tập huấn về công tác cải cách hành chính năm 2023. Dự có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh. Phát biểu khai mạc buổi tập huấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn khẳng định, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số sự hài lòng của tổ chức và cá nhân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh là các chỉ số thể hiện tính hiệu quả, chuyên nghiệp, công khai trong hoạt động quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước, phục vụ nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố cần không ngừng nỗ lực bàn giải pháp nâng cao chất lượng các chỉ số trên. Lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố cần tập trung nghiên cứu, thảo luận để sau buổi tập huấn triển khai thiết thực hiệu quả công tác cải cách hành chính của ngành mình, địa phương mình, để lan tỏa sâu rộng nội dung tập huấn giao cho Sở Nội vụ phối hợp với các sở ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đăng tải toàn bộ nội dung tài liệu các chuyên đề để tập huấn lên trang thông tin điện tử của các đơn vị để thuận tiện cho cán bộ, công chức, viên chức học tập, cập nhật và nghiên cứu.
Trong thời gian tập huấn, các đại biểu sẽ được báo cáo viên của vụ cải cách hành chính truyền đạt các nội dung chính như một số mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình cải cách hành chính đối với chính quyền địa phương cấp tỉnh, cấp huyện từ nay đến năm 2025, phân tích, đánh giá chỉ số CPAT và Index tỉnh Hà Giang năm 2022, khuyến nghị những nội dung cần cải thiện, nâng cao chỉ số CPAT và Index tỉnh Hà Giang, phân tích, đánh giá chỉ số PAPI năm 2022 và đề xuất khuyến nghị những nội dung cần cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh Hà Giang. Thông qua tập huấn nhằm cập nhật các kiến thức, đồng thời nâng cao hơn nữa nhận thức của lãnh đạo các sở ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong công tác đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện chỉ số của tỉnh Hà Giang. Ngày 18 tháng 5, tại hội trường lớn Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri là công nhân, người lao động trước kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Tham gia buổi tiếp xúc có đồng chí Lý Thị Lan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, đồng chí Hoàng Văn Vịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đã báo cáo với cử tri nội dung dự kiến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15 sẽ diễn ra trong thời gian tới. Liên đoàn Lao động tỉnh báo cáo về tình hình công nhân viên chức, người lao động và hệ thống tổ chức công đoàn Hà Giang. Trong không khí dân chủ cởi mở, cử tri công nhân, người lao động kiến nghị nhà nước bố trí kinh phí đầu tư làm tuyến đường cao tốc giai đoạn 2 tại tỉnh Hà Giang và các tuyến đường kết nối phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội để tạo nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Giữ nguyên thời gian nghỉ hưu nam là 60 tuổi và nữ 55 tuổi đối với những ngành nghề có tính chất đặc thù, lao động nặng nhọc, độc hại. Nhà nước có giải pháp chính sách đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình, tăng cường công tác đào tạo tay nghề cho người lao động địa phương, đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho người lao động thu nhập thấp, điều chỉnh tăng mức lương khởi điểm cho đội ngũ y bác sĩ. Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang Lý Thị Lan và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đã trả lời làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền. Đối với những kiến nghị không thuộc thẩm quyền, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang sẽ tổng hợp đầy đủ để gửi các ngành chức năng và trình Quốc hội trong kỳ họp tới. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng trao tặng 100 suất quà cho 100 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí là 130 triệu đồng. Chiều ngày 18 tháng 5, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tọa đàm kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18 tháng 5 năm 2013, 18 tháng 5 năm 2023. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại ý nghĩa Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đồng thời trao đổi, thảo luận các nội dung về thành tựu khoa học và công nghệ nổi bật trên địa bàn tỉnh. Trong suốt quá trình phát triển, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Giang đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, nhiều đề tài, dự án đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chỉ tính riêng trong năm 2022, Sở quản lý 51 đề tài dự án, trong đó 48 đề tài dự án cấp tỉnh, 3 đề tài dự án cấp bộ được ủy quyền quản lý, tổ chức bàn giao kết quả 6 đề tài dự án cho các đơn vị. Thông qua các đề tài dự án, nhiều sản phẩm hàng hóa có thế mạnh của địa phương đã được xây dựng thương hiệu, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân không ngừng được cải thiện nhờ ứng dụng những thành tựu mới, các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát triển. Thông qua buổi tọa đàm nhằm tôn vinh đội ngũ làm khoa học công nghệ, đồng thời tiếp tục bàn thảo đưa ra những sáng kiến nhằm đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, hiện thực hóa nhiệm vụ xây dựng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 5 năm 2013, Luật Khoa học và Công nghệ đã được Quốc hội thông qua. Cũng từ đó trở đi, ngày 18 tháng 5 được lấy là ngày truyền thống của ngành khoa học và công nghệ Việt Nam. Với sự quan tâm, đầu tư của tỉnh và sự cố gắng, nỗ lực của ngành chủ quản, các hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ tại tỉnh Hà Giang đang được triển khai một cách mạnh mẽ. Tháng 12 năm 2013, chỉ dẫn địa lý mật ong bạc hà Mèo Vạc, Hà Giang được Cục Sở hữu trí tuệ cấp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang. 5 năm sau, tháng 6 năm 2018, chỉ dẫn địa lý Hà Giang cho sản phẩm chè San Tuyết tiếp tục được xây dựng. Từ đó cho đến nay, quy mô sản xuất, giá trị hàng hóa của mật ong bạc hà tăng từ 150.000 đồng một lít lên 500 đến 750.000 đồng một lít. Giá sản phẩm chè San Tuyết dao động từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng 1 kg. Hà Giang cũng xác định phát triển cái vùng chè theo tiêu chuẩn hữu cơ gắn với phát triển du lịch và từng bước nâng cao cái hàm lượng khoa học công nghệ trong từng khâu sản xuất, chế biến
kết nối thị trường của cây chè san. Từ năm 2013 cho đến giờ thì tôi cảm thấy là con ong nó đem lại cái hiệu quả kinh tế rất cao cho người dân. Đấy, cho người dân. Và tôi quyết định là phải thành lập cái hợp tác xã và bây giờ đó có thương hiệu đầy đủ. Trong công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật, tỉnh Hà Giang đã tập trung vào ứng dụng, nhân rộng các đề tài, dự án có hiệu quả, đặc biệt chú trọng đến các lĩnh vực có lợi thế của tỉnh Hà Giang như văn hóa du lịch, nông nghiệp chất lượng cao và các vấn đề bức thiết của đời sống xã hội. Các hoạt động ứng dụng, chuyển giao khoa học kỹ thuật luôn có sự đồng hành của các doanh nghiệp, hợp tác xã, từ đó nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm và góp phần tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Các mô hình được thực hiện trong dự án đã thành công và tạo ra được giá trị kinh tế, và đặc biệt là gắn giữa nghiên cứu với doanh nghiệp và các nhà khoa học đã có sự gắn bó chặt chẽ để tạo ra cái giá trị kinh tế cho cái kết quả thực hiện của triển khai cái nhiệm vụ dự án. Thông qua hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Hà Giang theo chiều sâu, từng bước chuyển đổi vai trò của khoa học từ gắn với phát triển kinh tế xã hội sang phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Ngày 17 tháng 5, Ủy ban Nhân dân huyện Vị Xuyên tổ chức hội nghị giao ban đánh giá tiến độ thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia và đề ra nhiệm vụ giải pháp thời gian tới. Đến nay, số vốn giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2022-2023 của huyện Vị Xuyên được trên 426 tỷ 650 triệu đồng, đạt hơn 20% kế hoạch giao. Cụ thể, đối với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã giải ngân 62 tỷ 415 triệu đồng. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tiếp nhận 1.376 tấn xi măng, thi công được 7,5 km đường các loại. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đã giải ngân gần 3 tỷ 240 triệu đồng. Thời gian tới, huyện phấn đấu giải ngân ít nhất là 50% đối với nguồn vốn 3 chương trình mục tiêu quốc gia được giao năm 2023. Để làm được điều này, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các ngành, các xã rà soát chi tiết từng dự án, tiểu dự án thành phần để nhận diện khó khăn vướng mắc ở đâu để có hướng giải quyết sát đúng. Rà soát các dự án sinh kế giảm nghèo bền vững để nhân rộng các mô hình phù hợp hiệu quả. Huyện cũng kiên quyết đối với các công trình đã giao vốn nhưng đến 30 tháng 5 chưa có khối lượng sẽ điều chỉnh vốn. Thưa quý vị và các bạn, Xín Mần là một trong những huyện khó khăn, xác định 3 chương trình mục tiêu quốc gia có ý nghĩa vai trò rất lớn đối với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương nên huyện Xín Mần đã và đang quyết tâm quyết liệt triển khai các giải pháp để thực hiện 3 chương trình quốc gia đạt hiệu quả cao nhất. Huyện Xín Mần phấn đấu đến năm 2025 có 5 xã đạt chuẩn quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó xã Nà Chì sẽ về đích vào năm 2024. Để hoàn thành mục tiêu này, xã đã xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ khối lượng phần việc của từng tiêu chí chưa đạt để có lộ trình, thời gian hoàn thành, đồng thời lựa chọn thứ tự ưu tiên các nội dung tiêu chí để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả các phần việc liên quan đến 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Xây dựng nông thôn mới thì hiện nay là năm 2023 này chúng tôi đang tập trung vào cái vấn đề là thực hiện các cái tiêu chí giao thông là chính. Cái thứ hai là chương trình phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chúng tôi tập trung vào xây dựng phát triển kinh tế các cái mô hình là theo chuỗi liên kết. Theo đánh giá, thời gian qua tiến độ triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia ở huyện Xín Mần chưa đạt kết quả như kỳ vọng. Nguyên nhân được chỉ ra là quá trình thực hiện, sự phối hợp và vào cuộc giữa ngành và cấp thiếu quyết liệt, chặt chẽ, còn lúng túng, nhiều khó khăn vướng mắc phát sinh ở cơ sở chưa được tháo gỡ kịp thời. Trên cơ sở nhận diện những khó khăn hạn chế, huyện đã và đang tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đôn đốc các xã thị trấn đẩy mạnh các nội dung phần việc được giao, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát lãng phí, tham nhũng tiêu cực. Chúng tôi chú trọng nhất là xây dựng cái kế hoạch và lộ trình thực hiện của từng công trình một, để xác định những cái mốc thời gian để triển khai thực hiện. Đồng thời là chúng tôi cũng đã phân công các đồng chí trong thường trực ủy ban, các thành viên ủy ban và các thành viên của ban chỉ đạo là xuống cơ sở nắm bắt ngay từ cơ sở, chú trọng nhất là cái công tác là tháo gỡ trong cái vấn đề về đền bù giải phóng mặt bằng. Vừa làm vừa tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc, với quyết tâm chính trị cao cùng các giải pháp đồng bộ quyết liệt, huyện Xín Mần phấn đấu thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo tiến độ, kế hoạch và hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Thưa quý vị và các bạn,
Trong công tác khám chữa bệnh cho người dân, ngoài chuyên môn của bác sĩ thì thuốc và trang thiết bị y tế đóng vai trò quan trọng, quyết định tới hiệu quả, chất lượng điều trị. Do đó, lực lượng quản lý thị trường Hà Giang đã và đang tăng cường công tác kiểm tra, quản lý giá cả các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế trên thị trường. Là cơ sở chuyên kinh doanh các loại trang thiết bị y tế như máy đo huyết áp, đo đường huyết, máy hút dịch, nhà thuốc Tuấn Đạt tổ 10 phường Nguyễn Trãi thành phố Hà Giang luôn nhận thức rõ và thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai giá trên từng sản phẩm. Và tất cả những cái sản phẩm và thiết bị y tế này thì tôi đều nhập từ công ty có nguồn gốc rõ ràng, có hóa đơn chứng từ niêm yết rõ giá đầy đủ ạ. Tại nhà thuốc Tiến Vân tổ 7 phường Trần Phú, từng hộp thuốc và các loại trang thiết bị vật tư y tế đều được nhà thuốc in, dán, ghi giá rõ ràng, thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của khách hàng, cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Qua đó góp phần để người dân được tiếp cận các trang thiết bị y tế hiện đại, phục vụ cho việc chăm sóc sức khỏe. Không bán giá quá cao so với quy định của Sở Y tế và hãng thuốc, thì là nhà tôi đã tất cả các sản phẩm tôi đã niêm yết giá đúng theo quy định của Sở và của công ty đã quy định cho nhà thuốc. Hiện nay, thành phố Hà Giang có trên 80 nhà thuốc và cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế. Xác định đây là mặt hàng cần được thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Đội Quản lý Thị trường số 1 Cục Quản lý Thị trường Hà Giang đã chỉ đạo các tổ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, siết chặt quản lý đối với việc kinh doanh mặt hàng này. Trong đó, tập trung kiểm tra, kiểm soát về thương hiệu, giá cả các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. Đối với Đội Quản lý Thị trường số 1, chúng sẽ tăng cường hơn nữa cái công tác kiểm tra kiểm soát về mặt hàng thuốc và trang thiết bị y tế, tăng cường công tác tuyên truyền đến với các cơ sở kinh doanh để làm sao các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Đầu tháng 3 năm 2023 vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98 ngày 8 tháng 11 năm 2021 về quản lý trang thiết bị y tế, trong đó quy định một số điểm mới đáng lưu ý về trang thiết bị y tế như niêm yết giá, kê khai giá, điều kiện lưu hành, qua đó chấm dứt tình trạng cùng một loại thuốc, dịch vụ kỹ thuật, thiết bị y tế nhưng giá ở mỗi cửa hàng mỗi khác, đồng thời hạn chế tình trạng tiêu cực khi cơ sở y tế và doanh nghiệp bắt tay nâng khống giá, đặc biệt là những loại thiết bị y tế có giá trị cao. Để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là đang trong mùa mưa bão, các đơn vị quản lý hồ đập trên địa bàn tỉnh đã xây dựng nhiều phương án, giải pháp hiệu quả đánh giá mức độ an toàn các hồ chứa. Hà Giang có hơn 3.900 công trình tưới tiêu, trong đó 2.300 công trình đầu mối như hồ, đập dâng, trạm bơm, còn lại hệ thống kênh mương lấy nước trực tiếp từ các suối. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của thời tiết, để đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã rà soát kiểm tra toàn bộ công trình hồ, đập, kênh mương để phân loại, đánh giá mức độ an toàn. Trên cơ sở đó, lập danh mục những hồ chứa hư hỏng, xuống cấp, có phương án đảm bảo an toàn cho các công trình và người dân. Đồng thời, cử cán bộ trực 24/24 giờ, cập nhật tình hình thời tiết, lượng mưa để có kế hoạch vận hành tràn xả lũ nhằm hạ thấp mực nước, tăng dung tích phòng lũ, giảm nguy cơ lượng nước vượt quá khả năng điều tiết của hồ chứa. Thường xuyên vận động các tổ chức quản lý thủy nông tại cơ sở, nâng cao ý thức của người dân trong nạo vét, phát dọn, bảo dưỡng, phục vụ cấp nước tưới. Qua kiểm tra đến nay, tất cả các hồ đập trên địa bàn tỉnh đều chủ động sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang hôm nay xin được kết thúc tại đây. Để xem lại chương trình, mời quý vị và các bạn truy cập địa chỉ website hagiangtv.vn hoặc trên kênh YouTube Hà Giang TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.